Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Trần Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, laptop, đồng hồ, có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng hoặc qua thẻ tín dụng nha. Bên mình là không làm online, làm tại trực tiếp tại cửa hàng. Địa chỉ là 66/27 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage của bên mình là Trần Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả của video nha. Số điện thoại liên hệ là 0839444400 và 0854078748. Thời gian làm việc của mình là 8:30 sáng đến 8:30 tối nha. Chính sách bảo hành là 3 tháng, loại 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy sẽ có sạc cáp, một số máy sẽ có thêm tai nghe. Anh em nào ở xa, mua hàng, vui làm cọc trước cho bên mình thuê ship nha. Bên mình là có giao lưu, thu hồi máy và có đổi máy hết nha. Anh em nào muốn lên đời, cứ gửi máy lên cho bên mình. Bên mình định một mức giá ok, anh em đổi qua nha. Bên mình là có cập nhật bảng giá hàng ngày nha mọi người. Mọi người vào kênh Trịnh Văn Mobile, vào phần bình luận bên mình có cập nhật bảng giá này, mình nhấn vào đọc thêm này là bảng giá để anh em mình dễ tham khảo nha. Hôm nay mình có về một lô iPhone 12 Pro nha. iPhone 12 Pro mình sẽ giới thiệu chi tiết từng máy cho mọi người nha. iPhone 12 Pro bản quốc tế nha mọi người, 128GB. Mạng quốc tế 128GB, máy nguyên zin thế nha mọi người. Pin là còn 87% nha. Ngoài hình máy tổng thể 98, màu trắng rất đẹp nha. Pin 87%. 10.500.000 nha mọi người, 10.500.000. Tiếp theo là iPhone 12 Pro nha, bản Mỹ. Máy này máy lock nha mọi người. Máy lock pin cũng còn 87% luôn. Ngoài hình máy tổng thể 98 nha. Lock là bên mình là bao ghép sim, nhưng bên mình không ghép nha mọi người. Bên mình là bao ghép sim, ở ngoài người ta sẽ ghép được hết, xài sim vẫn bình thường ok hết nha. 128GB. Pin 87% này. 7.850.000 nha, 7.850.000. Tiếp theo là 12 Pro Max bản Mỹ nha. Máy này máy nguyên zin, máy phun xài sim đồ bình thường nha, không phải máy lock nha. Ngoại hình máy tổng thể 98 nha mọi người. Pin là còn 82%. 12 Pro bản Mỹ 128GB, pin 82, 10.200.000 nha, 10.200.000. Và đây là cái máy 12 Pro, pin đã thay rồi nha mọi người, pin thay. Pin thay để mình vào phòng pin cho mọi người xem. Linh kiện không xác định nha. Ngoài hình máy tổng thể 97% thôi nha. 97%. 9.800.000 nha mọi người, 9.800.000 12 Pro bản Mỹ 128GB. Tiếp theo mình giới thiệu mọi người, đây là iPhone 12 Pro Max nha. Mình sẽ giới thiệu từng chi tiết máy cho mọi người xem nha. 12 Pro Max bản Mỹ nha, pin còn 98%. Pin 98% luôn nha mọi người. Cái này là màn hình đã thay linh kiện chính hãng rồi nha mọi người. Đây là đã được thay màn hình linh kiện chính hãng. Pin 98, ngoại hình máy là tổng thể 97 nha mọi người. 97 thôi. Có trai nhẹ. 12 Pro Max chỉ với 11.750.000 nha. Màn này màn zin nha mọi người. Thay màn zin. Cái này là 12 Pro Max máy nguyên zin hết nha. Bản quốc tế. Pin còn 83% nha. Pin 83%. Một trăm hai mươi tám GB nha mọi người. Ngoài hình máy tổng thể 97% có trầy nha. Máy có trầy, mình
đang bán với giá là 13 triệu chẵn nha, 13 triệu chẵn. Tiếp theo đây mình có một cây máy 12 Pro Max, pin còn 82%, bộ nhớ lên đến 256GB nha. 256GB, pin còn 82%. Ngoài hình máy tổng thể 98 nha mọi người, máy nguyên zin. 256GB, pin còn 82%, 14.200.000 nha mọi người. 14.200.000. Và mình có một cây máy lock nha, pin 100% luôn. Ngoài hình máy tổng thể 98 đến 99 nha, 98%. 12 Pro Max lock bằng Mỹ 128GB. Máy lock nha. Lock thì ở ngoài người ta có cái ghép sim, anh em mua về đi ghép sim nha. Hôm nay mình giảm giá cho mọi người luôn, 10.800.000 nha, 10.800.000. Hôm nay mình có về hai cây iPhone 13 nha, màu hồng và màu xanh quân đội nha, màu xanh quân đội rất là đẹp. iPhone 13 nha, bản Mỹ 128GB, máy full nha. Pin là còn 86% nha mọi người. Ngoài hình máy tổng thể 98. 11.900.000 nha, 11.900. Và đây là iPhone 13 màu xanh quân đội nha. Ngoài hình máy tổng thể có trầy nhẹ nè mọi người. Có trầy nhẹ. Pin còn 91% nha, máy nguyên zin, ngoại hình có trầy. 11.700.000 nha, 11.700.000. Samsung Galaxy Z Flip 5 nha, bản hàng. Bản hàng. Một sim vật lý và một eSIM nha mọi người. Ngoại hình máy tổng thể đẹp keng 99 nha. Đẹp keng 99, máy nguyên zin luôn. RAM 8 bộ nhớ lên đến 512GB nha. RAM 8 bộ nhớ lên đến 512GB luôn. Ngoài hình máy tổng thể đẹp keng 99. 13.500.000 nha, 13.500.000. iPhone 7 Plus lock nha. Bản 7 128GB, pin còn 95%. Ngoài hình tổng thể 98 nha. Máy nguyên zin. Có sim ghép đi theo kèm theo luôn này. 1.750.000 nha. iPhone 7 Plus lock 128GB. Máy còn full chức năng hết nha mọi người. Bên mình đã test kỹ hết rồi. Bằng Mỹ 128GB. Máy này máy lock nha. Chỉ với 1.750.000 thôi. Và đây mình có một cây Z Flip 5 nha, bản chính hãng Việt Nam, RAM 8 512GB nha, bộ nhớ lên đến 512GB. Ngoài hình máy tổng thể 98% nha mọi người, 98%, bản chính hãng Việt Nam, còn bảo hành đến tháng 8 năm 2024 nha. Còn bảo hành đến tháng 8 năm 2024 luôn, anh em mua yên tâm sử dụng. Z Flip 5 một sim vật lý và một eSIM luôn nha. Ngoài hình máy tổng thể 98 nha, 98%, mà ngoài rất lớn nha. 14.500.000 nha, 14.500.000 Z Flip 5. Samsung Galaxy S22 Ultra, bản chính hãng Việt Nam, hai sim nha. RAM 12 của nhớ 256GB, ngoài hình máy tổng thể có trầy nha. Có trầy nhẹ. Máy mình đánh giá máy này là 97% thôi. Đây. Để mình quay rõ cho mọi người xem nha. Có trầy nhẹ. Chỉ không viền thôi nha mọi người. Màn đồ không ám ố rất đẹp. 13.800.000 nha.
13.800.000. Redmi K30 5G, RAM 6 bộ nhớ 64GB, màn hình máy tổng thể 98 nha. 98%. K30 5G. Chạy chip Snapdragon 732 nha. RAM 6 bộ nhớ 64GB. Màn đẹp không ám ố gì nha, ám ố hoặc lưu ảnh gì nha. 2.650.000 K30 5G. Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha, Note 9 Pro RAM 6 bộ nhớ 64GB, ngoài máy tổng thể là có tray nhẹ nha, có tray nhẹ. Máy nguyên zin hết nha. Chỉ với 2.450.000. Samsung Galaxy S20 FE bản chính hãng Việt Nam nha, RAM 8 bộ nhớ 256GB. Ngoài máy tổng thể là 98% nha mọi người, 98%. 5.350.000. Màn đẹp rồi hết nha. Samsung Galaxy S21 Plus 5G bản Mỹ, RAM 8 bộ nhớ 128GB nha. Bản Mỹ là một SIM vật lý và một eSIM nha. 6.150.000. Xiaomi Mi Mix 4 nha, RAM 8 bộ nhớ 256GB, lưng gốm cầm nhẹ rất đẹp nha. Mi Mix 4, máy này là máy xách tay chưa có tiếng Việt nha mọi người, còn ROM gốc bên mình đang bán với giá là 6.800.000. Mi Mix 4, ngoài máy tổng thể 98 nha. Samsung Galaxy S21 FE bản chính hãng Việt Nam nha, RAM 8 bộ nhớ 128GB, ngoài hình máy tổng thể là có trầy nhẹ nha. Màu trắng này thì dễ, rất là dễ nhìn thấy trầy nha. Máy nguyên zin, màn đẹp không ám ố gì nha. 5.900.000. Sharp Aqua R6 nha, RAM 12 bộ nhớ lên bộ nhớ 128GB. Camera là của nhà Leica nha. Màn ám rất là nhẹ, khó thấy, rất là khó thấy nha mọi người. Mình đang bán với giá là 4.700.000 nha. Xiaomi Redmi Note 12 nha, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Ngoài máy tổng thể là 98% nha, màn có ám nha mọi người, màn ám. Mình đang bán với giá là 2.500.000 thôi. Chỉ với 2.500.000. Samsung Galaxy S20 FE bản chính hãng Việt Nam nha. Đây, có mẻ một tí kính ngay chỗ này nha. Mẻ một tí kính. Ngoài hình máy tổng thể là 98 nha. Máy này nguyên zin hết nha mọi người. Mẻ kính góc nhẹ. RAM 8 bộ nhớ 256GB. 4.550.000 nha. iPhone 12 64GB nha. Pin còn 84%. Ngoài hình máy tổng thể 98 nha mọi người. Pin còn 84. Bản chính hãng Việt Nam nha, 64GB. Ngoài hình máy tổng thể 98 nha, 7.950.000 iPhone 12.
Ở đây mình có cây iPhone 12 128GB bản chính hãng Việt Nam nha. 128GB ngoại hình máy tổng thể 98 nha. 97, máy có trầy nhẹ nha. Máy có trầy nhẹ. Đây. 8.500.000 nha. iPhone 11 Pro Max nha, bản chính hãng Việt Nam, 64GB, ngoại hình máy tổng thể 98 nha, pin còn 84% nha mọi người, ngoại hình máy tổng thể 98%, đây. 9 triệu nha, 9 triệu. Oppo Reno 10 Pro 5G, RAM 12, bộ nhớ 256GB. Còn bảo hành đến tháng 8 năm 2024 nha mọi người. Máy ngoại hình tổng thể đẹp trang 99 luôn. Oppo Reno 10 Pro 5G. Chàng chip Snapdragon là 778 nha. Pin là 4600, RAM 12, bộ nhớ 256GB, camera trước là 32 chấm, sau là 50 chấm nha mọi người. 8.500.000, Oppo Reno 10 Pro 5G, Xiaomi 12 Pro nha, RAM 8, bộ nhớ 128GB, chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 nha. Máy này là chưa có tiếng Việt, còn ROM quốc tế nha mọi người. Đây, màn ám rất là nhẹ nha, màn ám rất là nhẹ. 6.500.000, ngoại hình máy tổng thể 98. Máy nguyên zin chưa sửa chữa gì nha mọi người. Samsung Galaxy S10 nha. Bản chính hãng Việt Nam, 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 128GB, ngoại hình máy tổng thể 98. 3.350.000 nha mọi người. Chỉ với 3.350.000 S10 5G Samsung Galaxy S10 bản chính hãng Việt Nam nha. Ở đây mình có một cây S10 LED bản chính hãng Việt Nam, 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 128GB, ngoại hình máy tổng thể 98 nha, nguyên zin, màn đẹp không ám ố gì nha. RAM 8, bộ nhớ 128GB, 3.900.000. Hôm nay mình có về một cây Samsung Galaxy Note 9 nha. Bản chính hãng Việt Nam, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Màn có ám rất là nhẹ nha mọi người. Ám rất là nhẹ trên này này. Rất là khó thấy nha. 3 triệu chẵn nha mọi người, ngoại hình máy tổng thể là 98 nha. Mọi chức năng đều ok hết. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Mỹ nha mọi người, bản Mỹ. RAM 12 của nhớ 128GB, mình có về được hai màu, màu đen và màu đồng nha. Máy nguyên zin. Màn rất đẹp không ám ố gì nha. Một SIM vật lý và một eSIM nha mọi người. 8.200.000, Note 20 Ultra 5G bản Mỹ nha. 8.200.000. Oppo Reno 8Z 5G nha, RAM 8, bộ nhớ 256GB. Chạy chip Snapdragon là 695 nha, pin là 4500. Ngoại hình máy tổng thể 98. 3.950.000, Oppo Reno 8Z 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, RAM 8, bộ nhớ 128GB, ngoại hình máy tổng thể 98 nha. Ngoài hình... Hôm nay mình giảm giá cho mọi người luôn, 3.700.000 nha, 3.700.000.
Sony Xperia 5, RAM 6, bộ nhớ 64GB nha. Xperia 5. Máy rất mượt nha mọi người. 2.650.000, ngoài máy tổng thể là 98-99% luôn nha mọi người. Máy nguyên zin. Realme 11 Pro 5G, RAM 8, bộ nhớ 256GB nha. Chạy chip Dimensity 7050 nha, pin 5000. Chạy Realme 11 Pro 5G, 6.850.000, máy chính hãng nha, ngoài máy tổng thể 99% luôn nha mọi người, lưng da rất là đẹp. Realme GT Neo 3T, RAM 8, bộ nhớ 256GB, ngoài máy tổng thể là 98-99% nha. 4.850.000 Realme GT Neo 3T. Chạy chip Snapdragon 870 nha. RAM 8, bộ nhớ 256GB luôn. Pin là pin 5000 nha mọi người, 4.850.000. Realme GT Neo 5 SE nha, ngoài máy tổng thể là 98% nha mọi người. Chạy chip Snapdragon, chạy chip là 7 Gen 2 nha. Chạy chip Snapdragon 7 Gen 2, ngoài máy tổng thể 98% nha. RAM 12, bộ nhớ là 256GB, 5 triệu chẵn nha, 5 triệu chẵn. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em coi video thì cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của bên mình ạ.